PHP và cho vô directory thế dựng open đi mà và tiết cho vô directory và hãy dựng vô testing và tòa mà tiết dựng cho new và bắt cả tòa mà tiết dựng bắt cả tích thà using Duva .php tòa mà dựng right click open with dreamer và như rung cha mình tích mà mình bạc như tích tập 4 ok và tỏ mắt ở lâu bạc thay PHP và nhập bật thay một vấn tỏ mắt ở lâu bạc thay muối đó là width và smart muối và một tiết đó là length smart muối và ba và tỏ mắt dùng phải đủ và chân dựng dựng bật về hai nghĩa số và đó là area area ồ đã chứng ở lúc phải dựng bạn dồn và chân là cụ đặt đó là về dưới còn đoạn muối hay đó là lên dưới xuống tốt và hình xuống cài tay kia và thì ấy và bộ bà cần đó mới được nè và toàn mà dùng mình là area mùi à là area mà nắng đó là width và côn cho mùi đó là len dạ thay len và và tòa máu bằng dân chạy mơ thà ta area dưới này tổ chiến và mà phòng đại rửa tề và toàn ấy và tòa máu bằng dân chạy đam echo và tòa máu echo mà the smallest và second over 1000 actual feet in area và is và đây chúng ta is đô la sweet th ft côn chỉ mùi nắng đô la length ft và tỏ mắt ở lúc sale mà và hãy như anh ran về chỉ mùi nữa được khó hos bằng và chứ ở lúc anh ran về được nông test và hãy vô bị đủ vắng thế nhé và chứ là tập hợp trong cái việc cùng ai nâng càng là hốt hay việc con chỗ khi là hốt ở area nâng thông chuyển càng là thông chuyển lại khăn này bất tự trả trình và bờ sân dưới lại khăn nâng nơi tại tô chương một con nơi tại con là hốt đấy và trong miền này thao vì execute mà đó vì môn tổ bóng vì execute execute thế vì cho máu vì ẩn mơ lại khăn ấy vì màu càng và càng vô tại mà đó thôi nhé và càng vô hết bằng vì màu execute chẳng nơi lại khăn bỏ cái họ thà và quá và chứng bỏ qua nó cứ dân ai tại vì bạn đội nghĩa xua đời ở lúc pra executable này cứ vì admin mới lại khăn thế và chứng tùm rộng nghĩa cứ ở lúc execute nó vì chôm đó cứ statement rồi bỏ về cho nhé và statement và tôi mà tiếp tục về
mau check mơ nè vì execute statement này bạn nó cứ chỉ là cái này statement robot vậy và tóm mắt từ vì mà xong tóm và tóm mắt cứ việc check oh sorry và vì mà check mơ là khán cái bà vi check mơ lại khăn area do dưới này cho nên cái condition rồi đấy bà cần là lại khăn nâng bật true vì là execute bà execute nâng cư nè bà cứ cái này nâng ai nhé bà hãy vi cho mà cần là lại khăn mình bật bà vi cho mà execute nè lại khăn bao nhiêu cư là kèo nâng thế bà chứng bàn vi bà hàng của miền dương nào bà chứng này cứ rung vô bỏ phía đại viên bật xe mình này thả đủ vào nó cứ việc đâu chỉ vào lâu tế với execute statement đã đá đá ta tạm lại khăn đại ban cầm nạp áo phần tái vì môn nâng mơ lại khăn vì execute môn xuân bà execute hết tự một mơ lại khăn và xin chỉ lại khăn bất lên là một bình thật mấy và tới bà lại khăn nó ọt bất chạy trên tay mà đo nhé chạy trên bì lục này mà đo bà ok ọc con chán mà miên bánh hãy ai để tôn xuống cổ toán bà.